Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ hai tại Hoa Kỳ ngày 17 Tây tháng 5 năm 2021 và bây giờ đó lúc này có video này Việt Nam đã là ngày thứ ba rồi. Thì hôm nay đó cách đây không lâu, cách đây là một tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng thì các bạn thấy được là cách đây 3 tiếng đó giá vịt hồi đã xuống chỉ còn có 40... Uh, 2.500 mà thôi và sau đó trong vòng 3 tiếng qua đã hồi phục trở lại ở cái mức là trong cái thời điểm này đó cái tiền khoảng chừng nửa tiếng đã qua khoảng 45.000 đô bây giờ giá bitcoin dự xây quanh mức là 45.000 đô có nghĩa là ngày hôm qua đó sau khi mà nhiều cái uh, dịu lùm xùm liên quan tới Elon Musk ở trên Twitter đó các bạn thấy được là giá Bitcoin tiếp tục đi xuống và bây giờ đó chúng ta đã trải qua một ngày đã có nhiều điều đã rõ hơn so với ngày hôm qua nhưng mà hôm nay đó thường muốn chia sẻ thêm với các bạn một số thông tin thực ra mà nói đó ngày hôm nay đó là ngày thứ hai nhưng mà cũng không có nhiều thông tin nổi bật chúng ta sẽ nói tới một vài cái thông tin mà được chia sẻ ngày hôm nay nhưng mà quan trọng hơn hết đó, là thường muốn đem đến cho các bạn một số những cái suy nghĩ cá nhân Tại vì Thuận biết là cái lúc mà đi xuống này đó đối với người mà ở thị trường này lâu năm như là Thuận và nhiều bạn đó đã trung bình giá nhiều năm thì cái số tiền mà bỏ vào thị trường này tuy là lớn nhưng mà cái mức giá trung bình đó thì rất là thấp cho nên đối với những cái sự kiện đi xuống này đó thì cũng không có nhiều cái sự lo lắng cũng như là các bạn thấy được là đi xuống đó đã trải qua nhiều đợt đi xuống trong cái đợt tăng trưởng năm 2017 và mùa đông của năm 18 cho nên đối với nhiều người ở thị trường này lâu năm đó thì cái cảm xúc đã không còn nhiều như là trước đây nhưng mà đối với những bạn mới đó khi mà thấy cái thị trường đi xuống này nhiều bạn nó chỉ mới tham gia vào mà thôi có thể nói là mới tham gia vào cái đây chỉ có một hai tuần mà thôi thì các bạn đừng nói tới là chưa có trải qua cái cuộc xuống giá của năm 2018 2019 mà thậm chí cũng chưa có chứng kiến những cái đợt xuống giá của đầu năm nay, năm 2021 khi mà Bitcoin xuống 31% hồi tháng 1, hay là xuống 26% hồi tháng 2, hay là xuống 18 19% hồi tháng 3 và hay là xuống 27% hồi tháng 4. Nhiều bạn chỉ mới tham gia vào KT chỉ có 1 2 tuần mà thôi cho nên vẫn chưa từng trải qua những đợt xuống giá đó cho nên cái sự lo lắng đó, thường cũng có thể hiểu được. Và có một số điều tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là đầu tiên hết á, các bạn cần phải hiểu là đây là một thị trường rất là dao động như thường đã chia sẻ với các bạn thị trường này đó một ngày có thể lên xuống rất là bất thường thậm chí đó không cần phải có bất cứ thông tin nào các bạn cũng có thể thấy giá có thể tăng trưởng mạnh hay là đi xuống mạnh thì chúng ta lấy cái tháng 1 là ví dụ đi các bạn thấy tháng 1 đó sau khi mà giá Bitcoin đạt được cái mức là 42.000 thì đã trả trở về cái mức chỉ còn có 28.000 mà thôi nghĩa là đi xuống tổng cộng là 31% sau đó Bitcoin đó từ cái mức là khoảng chừng là gần cuối tháng 1 cho đến giữa tháng 2 nên thì lại bật ngược cho lên từ 28.000 lên thẳng cho tới cái mức đó chính là 58.000 là tổng cộng lên 104%. Các bạn thấy rồi là cũng vì cái sự dao động này cho nên chúng ta mới có thể là có được cái lợi nhuận cao đó là lý do sao mà nhiều người tham gia vào thị trường này cho nên nếu các bạn muốn có lợi nhuận cao thì đương nhiên cái mặt trái đó đó chính là chúng ta sẽ có những cái đợt đi xuống giá rất là nhiều đây là một trong những điều mà không phải chỉ riêng thị trường crypto mà bất cứ thị trường nào cũng sẽ như vậy mà thôi chứ không phải nào mà chúng ta có một cái thị trường có tiềm năng tăng trưởng cao nhưng mà giá cả lại không có dao động nhiều khi mà đi xuống cho nên các bạn muốn cái này thì phải chấp nhận cái khác đó là điều mà thùng muốn chia sẻ với các bạn thì đối với những mà nào mà rất lo lắng trong cái đợt đi xuống giá này đó thì các bạn cũng cần phải suy nghĩ lại là mình có đầu tư quá nhiều nhiều hơn là cái con số mà mình dự định hay là không hay là có phải là các bạn đã sử dụng quá nhiều đòn bẩy cái phần trăm đòn bẩy quá cao hay không cái phần trăm leverage quá nhiều hay là không Đây là một những điều mà các bạn cần phải uh, nghĩ đến Cũng như là nhiều bạn đã có lời rất nhiều đầu tư vào những cái kho nhỏ Thì có thể là các bạn bây giờ đã nhận ra được là khi mà Bitcoin đi xuống Khi mà mình đi xuống đó, thì các bạn thấy được là thị trường cũng sẽ đi xuống theo mà thôi rất ít đồng có thể đi ngược lại cái xu hướng và cho dù là có đi ngược lại xuống đi nữa thì cũng là trong cái khoảng thời gian ngắn hạn mà thôi, dài hạn thì các bạn thấy được là tất cả những đồng mặc dù lúc thị trường lên thì mọi người đều nói là đồng này thì công nghệ tốt hơn đồng kia, đồng này thì sinh thái tốt hơn đồng kia nhưng mà các bạn thấy được là khi mà thị trường mà có cái chiều đi xuống thì phần lớn các đồng đều đi xuống theo mặc dù là công nghệ khác nhau, cộng đồng lớn hay nhỏ hơn cũng cùng một số phần mà thôi. Tôi nghĩ là nhiều bạn mới cũng đã bắt đầu nhận được cái điều này. Và nếu như bạn đầu tư những đồng nhỏ đó mà các bạn có lời đó Thì một trong những cách mà các bạn có thể là ngủ ngon hơn Đó chính là chút lời Chút lời không có gì sai hết. Nhiều khi chúng ta trong thị trường này đây thì thường hay nói giận với nhau như là Diamond Hand hay là ai mà bán thì người khác chọc là weekend vân vân. Nhưng mà thực ra mà nói đó chút lời không có gì là sai hết tại vì đầu tư đó thì rất là cá nhân. Giống như là các bạn đầu tư đó có thể là các bạn đầu tư theo một người khác, phân bổ cái phần trăm giống như người đó thì các bạn cảm thấy là các bạn làm gì là đúng tại vì đó là một người mà biết về thị trường này hay là hiểu về đầu tư nhưng mà trên căn bản đó, cái cách đầu tư đó cũng không hẳn là phù hợp với các bạn tại vì giống như là thường nói đi một trong những cái chiến lược thường rất là thích đó chính là trung bình giá nhưng mà cái chiến lược trung bình giá không hẳn là tốt đối với mọi người nếu các bạn là một người mà không có cái thu nhập ổn định các bạn là một người mà không có cái tiền để riêng ra để mà trung bình giá hàng tuần hay là hàng tháng thì các bạn sẽ gặp rất là nhiều áp lực khi mà giá đi xuống mà các bạn không có tiền để mà trung bình giá đó là một trong những điều mà ngay cả chung mình giá cũng không phải là phù hợp với tất cả mọi người hay là bạn là một người mà lớn tuổi thì đương nhiên bạn không còn nhiều thời gian thì chung mình giá không phải là một cách tốt đối với uh, những bạn đó tùy theo là các bạn trong cái trường hợp nào và giống như là thuận thường hay chia sẻ là phần trăm phân bổ vốn hóa thường như thế nào hay là các bạn có thể đoán được là thuận đầu tư đó cái phần tổng tài sản vào trong thị trường crypto rất là nhiều thì đó là quy định cá nhân của thuận tại vì các bạn thấy được là một trong những điều chúng ta cần phải hiểu đó chính là nguy hiểm đó, khi chúng ta đầu tư không phải là chỉ đến từ các bạn đầu tư vào cái mảng nào mà các bạn cần phải nghĩ đến là nguy hiểm đến từ sự thiếu hiểu biết đó chính là cái phần quan trọng nhất thường cho các bạn một cái ví dụ như các bạn là người mà hiểu biết về quán ăn đi các bạn là người mà có kinh nghiệm làm nhà hàng thì các bạn có thể là dốc hết tiền của của mình để mà mở nhà hàng này hết tiền nhà hàng kia có thể nói là đầu tư nhà hàng là cái phần lớn trong cái tài sản của các bạn nhưng mà các bạn cảm thấy đó không phải là nguy hiểm tại vì các bạn rất hiểu về cái ngành đó các bạn hiểu được là các bạn đang làm gì thì đầu tư crypto cũng như vậy các bạn thấy được là một người có thể là đầu tư rất nhiều phần trăm của tài sản của người đó vào trong crypto không có nghĩa là các bạn cần phải làm như vậy tại vì có thể là người đó giống như, như là rất hiểu về thị trường này cho nên hoàn toàn hiểu được là đang xảy ra chuyện gì và chấp nhận tất cả nguy hiểm nếu như mà có điều gì đó xảy ra nhưng mà Trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự, mình đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và những người nào mà chưa có theo dõi thuận capital trên mạng xã hội đó các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này tìm thấy những cái link chính thức như mạng xã hội như là facebook telegram twitter các bạn theo dõi những mạng xã hội để có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất và những bạn nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuận capital các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những cái thông tin như là giảm 20% phí giao dịch khi mà các bạn tham gia vào sàn Binance hay là các bạn có thể tìm hiểu những sàn như là sàn margin nổi tiếng Bybit các bạn có thể nhận được bonus lên tới 1610 đô và gửi tiết kiệm lãi suất lên tới 15% hay là sàn MT một sàn margin có hỗ trợ copy trade sàn FTX sàn Binance US đây là một cái sự lựa chọn cho những người nào mà sống ở Hoa Kỳ muốn giao dịch altcoin sàn Coinbase ứng dụng BlockFi đây là ứng dụng landing có lãi các bạn có thể nhận được bonus lên tới 250 đô khi mà gửi những đồng như là Bitcoin, Ethereum và Litecoin vân vân để nhận được lãi hàng tháng và các bạn có thể tìm hiểu dịch vụ crypto khoan đây là điều hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain mà chúng ta thường hay nói tới. Còn một điều nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là nền tảng Twinsy là một cái nền tảng mà các bạn có thể tạo và bán và mua NFT ở trên mạng lưới của Binance Smart Chain đó thì có tài trợ để cho thuần Capital tạo ra một, một cái trò chơi đó chính là Lucky NFT hay là NFT may mắn thì hôm nay thường đã tạo năm cái NFT như là các bạn nhìn thấy trên màn hình nhưng mà trong năm cái NFT này đó chỉ có một NFT duy nhất đó là có một cái thông điệp thông điệp đó đó chính là 12 ký tự để các bạn có thể mở một cái ví trong đó có được 20 đồng thuyên thì cái trò chơi này cũng đơn giản là các bạn nếu như mà mua đúng cái NFT đó thì sẽ được thưởng hai đồng thuyên nhưng mà các bạn thấy được là thường chưa có thời gian để mà chia sẻ với các bạn ở trên YouTube thì tất cả năm NFT đã được các bạn mua rồi cho nên Thuận chỉ muốn chia sẻ với các bạn là đây là một cái trò chơi mà đã xảy ra ngày hôm nay nhưng mà các bạn ủng hộ quá nhiều cho nên tất cả NFT đều được mua và bạn mà mua NFT thứ tư đó thì thường chúc mừng bạn đó chính là bạn Thiago CX đây là bạn mà đã may mắn nhận được cái NFT mà trong đó có cái mã để mà lấy 20 đồng thuyền và tôi cũng cảm ơn mạng lưới Twinsy đã tài trợ trò chơi này kế tiếp nữa đó chính là không phải giá mua của ai cũng giống nhau giống như là các bạn thấy được là nhiều bạn hay hỏi thuận là thuận mua bịch trung bình trong vòng nhiều năm qua thì giá là bao nhiêu thật ra rất là khó tính tại vì thuận mua nhiều thời điểm khác nhau cái phần thuận trung bình giá là một phần cái phần còn lại đó là nhiều khi giá đi xuống như là trong vòng à, mấy ngày qua thuận liên tục đi mua thì các bạn thấy được là rất là khó tính những cái phần này nhưng mà nếu như mà thường ước tính căn bản đó thì cái giá trung bình khi mà thường mua Bitcoin đó từ trước tới bây giờ thì giá trung bình thì thường nghĩ là khoảng chừng là 6.000 đô thì các bạn thấy được là cái giá 6.000 đô là cái giá cách rất là xa cái giá hiện bây giờ 45.000 cho nên trên căn bản đó thường cũng không có nhiều cái sự lo lắng hiện bây giờ liên quan đến tình hình của thị trường nhưng mà đó có thể là không phải là bạn bạn có thể là lo lắng hơn cho nên các bạn thấy được là đầu tư thì rất là cá nhân các bạn cần phải tự đưa ra một cái chiến lược cho bản thân mình các bạn muốn đầu tư bao nhiêu lâu đầu tư với bao nhiêu vốn và các bạn có sự hiểu biết như thế nào đó là điều mà thường muốn nói với các bạn và nhìn vào cái thị trường này đó thì thường đã chia sẻ quan điểm với các bạn trong cái thời gian gần đây là Thuận vẫn nghĩ là chúng ta vẫn trong cái mùa tăng trưởng chúng ta nhìn vào biểu đồ của nến tuần đi bạn sẽ thấy được là chúng ta nhìn biểu đồ của nến tuần thì rất rõ ràng là chúng ta đang nằm ở trong một cái thị trường tăng trưởng rất là lớn cho các bạn thì được là liên tục từ cái thời điểm là tháng 9 của năm ngoái thẳng cho đến thời điểm bây giờ và thực ra mà nói nhìn vào nến tuần nữa các bạn thì chúng ta đi hàng ngang từ cái mức là hồi tháng 2 tới bây giờ có nhiều cái sự đột phá nhưng mà bây giờ đã trả lại thời điểm bây giờ đó giá đã trả trở về cái lần đầu tiên Chúng ta thấy giá 45.000 là khi nào? Đó chính là tháng 2 của năm 2021. Thị trường này các bạn thấy được là cái chu kỳ nó rất là lẹ, lạ hơn những thị trường khác rất là nhiều. Có thể là nhiều bạn cảm thấy là giá Bitcoin xuống 45.000 xuống quá nhiều luôn, nhưng mà trên căn bản đó, bây giờ chúng ta là ngày 17 tháng 5 thì giá chỉ trả về thì giá thị trường chỉ về ngày 8 tới tháng 2 mà thôi. Thì uh, chúng ta được chỉ có 3 tháng trước thôi. Lần đầu tiên chúng ta thấy được cái giá 45.000 là mọi người hào hứng như thế nào, nhưng mà 3 tháng sau, chúng ta thấy lại cái giá 45.000 này thì mọi người lại rất là lo lắng cái sự thay đổi không phải là Bitcoin Bitcoin vẫn như vậy các bạn thấy được là những gì liên quan tới Bitcoin thì cũng không thay đổi lý do tại sao mà giá Bitcoin tăng trưởng từ năm ngoái tới năm nay đó là liên quan đến cái sự hứng thú của những tổ chức đầu tư đi thu mua Bitcoin và liên quan đến cái câu chuyện là Bitcoin sẽ là một vài điện tử cái đó vẫn không thay đổi thậm chí bây giờ đó cái số lượng người trong cộng đồng Bitcoin còn lớn mạnh hơn nữa những công ty lưu trữ Bitcoin còn nhiều hơn cách đây 3 tháng nữa cái thay đổi đó chính là giá cả và thậm chí cái giá nếu chúng ta không tính những cái giá mà giá bình không đã lên tới 65.000 thì cái giá bây giờ so với ban chưa cũng giống nhau. Cái sự khác biệt đó chính là cái suy nghĩ của các bạn. Đây là một trong những điều rất là quan trọng và các bạn hãy đừng lại ngay cả hồi tháng tư đó có một cái uh, thuyết thường chia sẻ với các bạn là câu hỏi bây giờ là thị trường có cho chúng ta cơ hội tốt hơn để mà một Bitcoin với giá 45 ngàn hay là tốt hơn hay là không Các bạn cũng nên nhớ là ngày 25 tới tháng 4 đó nghĩa là cách đây chỉ có vài tuần thôi Hôm nay là 17 tây thì 25 tây cách đây khoảng chừng 3 tuần Thì lúc đó đó thị trường cũng đang có một điều chỉnh và rất nhiều người mong đợi ở cái thời điểm đó cách đây 3 tuần thôi Là có cơ hội để mua được Bitcoin giá 45 ngàn nhưng mà cuối cùng thị trường cái thời điểm đó đã không cho chúng ta cơ hội mua được bịch Bitcoin giá 45 ngàn cho nên nhiều bạn cũng cảm thấy là thất vọng tại vì chờ giá xuống 45 ngàn nhưng mà không được giá đi xuống tới còn 47 ngàn thôi nhớ thì đã bật cược trở lên bây giờ thì giá đã xuống tới 45 ngàn ngày hôm nay và hồi sáng này xuống tới 42, 43 ngàn nhưng mà nhiều bạn lại lo lắng cho nên các bạn thì được là thị trường này đó cái sự thay đổi lớn nhất đó chính là cái suy nghĩ của nhiều cá nhân về thị trường chứ còn trên căn bản nó chỉ mới có 3 tuần thôi thì cách suy nghĩ của mọi người đã khác rất nhiều rồi mặc dù là giá đã ở mức mà cách đây 3 tuần nhiều bạn mong đợi và các bạn cũng đã thấy được Thuận cũng mong đợi giá 45.000 cho nên hồi sáng nay Thuận cũng đã mua thêm Bitcoin và Ethereum sau khi mà đã mua ngày hôm qua và thật ra các bạn cũng thấy được là trong vòng cả tuần qua thường đã thu mua rất là nhiều rồi còn về các phương diện đó là thị trường này đã đến cái hồi kết hay chưa trong mùa tăng trưởng này thì thường đã chia sẻ trong video ngày hôm qua đó chúng ta cần phải nhìn vào ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Ngắn hạn ở đây đó là trong cái thời điểm là từ 6 tuần đổ lại thì thuận neutral trong thị trường ngắn hạn này. Có nghĩa là từ đây cho đến cuối quý 2 thì chúng ta không biết được là tình như thế nào tại vì như thường đã chia sẻ đó một trong những cái vấn đề chúng ta cần phải hiểu là thị trường này lớn hơn là crypto rất nhiều Chúng ta thường chỉ thích nhìn vào tình hình của crypto mà thôi Nhưng mà các bạn cần phải hiểu là ngoài trực crypto ra Thì chúng ta còn có cả thị trường tài chính bây giờ đang rất là liên quan với nhau Chúng ta nhìn vào tình hình thị trường đi các bạn thấy được là hôm nay thì mọi người chỉ quan tâm đến giá của Bitcoin, Ethereum và những đồng đi xuống Nhưng mà các bạn nhìn vào thị trường cổ phiếu đi Các bạn thấy được là trong vòng mấy ngày qua thì cổ phiếu của Coinbase không được tốt Đương nhiên các bạn thấy được là thị trường crypto không tốt thì Coinbase cũng không tốt Bây giờ Coinbase chỉ có 240 đô mà thôi Có nghĩa là chúng ta thấy được là cái giá cao của Coinbase là 342 đô trên CNBC Đó chính là ngày 15 tây tháng 4 thì trong một tháng thôi Từ 342 đô đã xuống chỉ còn có 240 đô mà thôi Và đương nhiên Coinbase là một cái công ty mà ở trong thị trường crypto này Đây là một cái sàn dịch tước lớn ở Hoa Kỳ Đương nhiên khi mà giá cả đi xuống đó sẽ ảnh hưởng tới cổ phiếu của Coinbase Tại vì nhiều người sẽ có cái quan điểm là khi mà giá cả đi xuống đó thì cái sự hứng thú này chuyện này sẽ ít hơn khi mà ít người hứng thú hơn thì sẽ ít người giao dịch ít người dịch thì sẽ làm cho công ty Coinbase thu nhập thấp hơn thì cổ phiếu sẽ đi xuống đây là lý do tại sao cái sự quan hệ rất là lớn nhưng mà không chỉ riêng là chúng ta nhìn vào Coinbase Các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào cổ phiếu của Hoa Kỳ đi ngày hôm nay thì các bạn thấy là chỉ số Dow Jones tuy là không có xuống nhiều nhưng mà cũng xuống 0,16%, S&P 500 xuống 0,25%, và Nasdaq thì xuống 0,38%. Nhưng mà khi chúng ta nhìn vào một số những cái thị trường à, như là chúng ta nhìn vào tình hình của... Những công ty liên quan đến công nghệ của S&P 500 đi Nhìn riêng vào cái thị trường công nghệ thôi đó Thì các bạn thấy được là Sau khi mà thị trường này đạt được cái đỉnh Là cái thời điểm là khoảng trình giữa tháng 4 Lúc này là 2.519 điểm Nhưng mà các bạn thấy được là từ lúc đó cho đến bây giờ Cũng cùng cái thời điểm mà chúng ta thấy được là Giá của crypto điều chỉnh Thì thị trường cổ phiếu liên quan đến công nghệ Cũng như thế nào Cũng đã điều chỉnh cùng một cái thời gian đó 2369 Kế tiếp nữa thì chúng ta nhìn vào cái thị trường gọi là consumer discretionary sector. đây là một cái thị trường gọi là tiêu dùng không thiết yếu. có nghĩa là đây là một thị trường mà có những cái công ty gọi là mua sắm như là công ty uh, bán quần áo hay là đi du lịch hay là công ty liên quan đến giải trí, vân vân. những cái nhu cầu mà không thiết yếu nhưng mà người ta thích nếu như mà có tiền thì sử dụng những cái nhu cầu này. thì các bạn thấy được là cũng như vậy mà thôi. chúng ta nhìn vào biểu đồ 3 tháng đi, thì các bạn thấy rõ ràng hơn là khi mà cái thị trường này đó cái thị trường um, nhu cầu không thiết yếu tăng lên tới cái mức là đỉnh là cái thời điểm cách đây cũng là ngày 15 tới tháng 4 khi đó là 1442 điểm thì các bạn thấy được bây giờ xuống chỉ còn 1366 điểm mà thôi thì cũng cùng một cái thời gian mà chúng ta thấy được là giá Bitcoin bắt đầu có cái sự điều chỉnh bắt đầu từ khi nào bắt đầu từ giữa tháng 4 điều chỉnh cho chúng thời điểm bây giờ thì đây không phải là một sự trùng hợp đối với thuận tại vì tất cả những thị trường đó đều có một cái sự quan hệ lẫn nhau và như thường đã chia sẻ trong video ngày hôm qua đó một trong những lý do có thể dẫn đến thị trường đi xuống trong thời gian này đó chính là tại vì những công ty đó ngoại trừ lưu trữ crypto ra đó chỉ là một phần nhỏ mà thôi họ cũng lưu trữ rất nhiều những cổ phiếu nhất là cổ phiếu liên quan đến công nghệ thì khi mà họ thấy cổ phiếu mà không được tốt mà họ có nhiều lợi nhuận ở bên thị trường crypto thì sẽ dẫn đến là có thể nhiều công ty sẽ chốt lời để mà mua lại những cổ phiếu mà đang xuống giá đó. Đây cũng là một trong những cách mà thường hay xảy ra. Thậm chí khi mà cổ phiếu mà tăng cao đó thì trước đây họ cũng phải điều chỉnh lại cái phần trăm tại vì mỗi một bảng đầu tư khi mà công ty đầu tư vào đó họ chủ yếu là muốn bảo vệ cái tiền đó của mình và họ sẽ cân bằng khi mà có một cái loại tài sản nào đó trong cái nguồn lưu trữ mà tăng trưởng quá cao thì trong cái thời điểm đó chúng ta được là crypto dựa theo Coinbase là từ năm 2020 cho tới bây giờ là cái thời điểm mà có rất nhiều những nhà đầu tư lớn những công ty đầu tư vào Bitcoin, đầu tư vào crypto cho nên việc chúc lời cũng là một điều rất bình thường cho nên trong thời gian là 6 tuần đổ lại thì chúng ta phải chờ coi tình hình như thế nào. Đây là một cái giả thuyết mà thùng mang đến cho các bạn.